Hello, xin chào quý vị và các bạn rất vui quý vị và các bạn quay trở lại kênh của Khánh Nguyễn Cuộc sống Đức U70. À, lời nói đầu tiên cho mình gửi lời kính chúc tất cả tới quý vị và các bạn à, luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và bình an trong mùa dịch và mong các bạn xem video nhớ đừng quên cho mình xin cái like. Còn ai là mới thì nếu thích kênh của mình thì đăng ký kênh và các bạn thấy hay thì các bạn chia sẻ giúp mình và cố gắng ủng hộ u 70 nhé các bạn nhé. thì hôm nay mình hôm nay anh bạn mình đang ở nhà anh bạn đến thứ tư sáng thứ tư thì mình đi về sớm. thì hiện tại bây giờ là anh bạn đi đi làm mình ở nhà một mình. thì mình làm video mà hôm nay cái video là cái tin nó khác hoàn toàn. hôm nay mình sẽ đưa về tin tức ở đức nhưng mà mình chỉ nói nhé các bạn nhé, mình không dám đưa hình ảnh tại vì á làm về tin tức này rất là nguy hiểm Hơi một tí là bị lỗi của Youtube Mình không muốn nói rõ ra đâu Cho nên là rất là nguy hiểm Thì mình hãng cứ đưa cái này đã Thì không biết là sau thì mình úp úp video lên Thì không biết là có ok không ấy Thế này mình cũng cứ thử làm Thì ở cái tin rung động của người Việt Nam ở nước Đức Nhưng mà tất nhiên thì Đức cũng có nhưng mà mình không mình không đi vào mình không đi vào thời sự của nước Đức thì trước khi chia sẻ về cái vụ rung động này thì mình sẽ nói qua về cái tình hình dịch ở Đức hiện tại bây giờ là vẫn chưa có khả quan các bạn nhé vẫn không không Nói chung là chưa có khả quan thì bây giờ mình sẽ đi vào cái chủ đề chính là nước Đức à, Giết vợ và ba con rồi tự tử, tử Vì sợ uh, bị phát hiện Dùng giấy chứng minh À dùng giấy chứng nhận Covid giả trời ơi cha không cho con cho vợ đi tiêm mà đi, đi dùng cái giấy giả trời ơi, Mà chỉ vì có mỗi thế mà đi giết vợ giết con Rồi là tự tử, tử Sau khi giết chết vợ và ba con rồi tự tử, tử Một người đàn ông ở Đức đã để lại một bức thư tuyệt mệnh viết rằng anh lo no sợ sẽ bị bắt giữ vì dùng giấy chứng nhận tiêm vaccine COVID-19 giả cho vợ và những đứa con của mình anh sẽ bị đưa đi à, sợ là khi người ta phát hiện ra thì người ta sẽ đưa con của anh ấy đi nơi khác à, các điều tra viên cho hay cũng có cả hình ảnh nhé các bạn nhé nhưng mà mình không đưa hình ảnh lên đâu nguy hiểm lắm Ngày 7 tháng 12, các công tố viên Đức đã tiết lộ động cơ đằng sau vụ giết người rung động nước Đức. Cuối tuần trước, năm thi thể của các thành viên trong một gia đình à, với những vết thương giống như bị nã súng được tìm thấy trong một ngôi nhà ở thị trấn Quenich, Quenich, Wutzterhausen, cách không xa Berlin. Người cha 40 tuổi dường như đã giết vợ và ba con gái lần lượt 10 tuổi, 8 tuổi và 4 tuổi trước khi tự kết liễu cuộc đời mình. Các điều tra viên cho hay, cảnh sát đã tìm được một khẩu súng cầm tay ở trong nhà nhưng hiện chưa rõ liệu có phải nó được sử dụng để gây án hay không. Theo các nhà chức trách, người người ông người đàn ông này đã để lại một bức thư tuyệt mệnh thú nhận rằng anh đã làm giấy chứng nhận tiêm vaccine COVID-19 giả cho vợ mình. Người này cho biết, chủ của vợ anh ta đã phát hiện ra đây là giấy chứng nhận giả. Sau đó, cặp đôi trên sợ rằng họ sẽ bị bắt giữ và con của họ sẽ phải rời xa họ. Công tố viên trưởng Kenos Ban... Banthen Le Leon, ban Leon. Nhận định với cơ quan các bạn thông cảm nhé mình đọc tiếng Đức tồi lắm. <laughs> à, nhận định với cơ quan thông tấn Đức ngày mùng 7 tháng 12, các công tố viên chưa tiết lộ thêm thông tin chi tiết về vụ án này. Đấy thì cái vụ án này chỉ hiện tại bây giờ là mới biết đến thế thôi nha các bạn nhé, còn này cũng chưa chưa rõ về cái vụ án này còn một cái tin thứ hai nữa là đức sẽ cho phép công dân mang hai quốc tịch nhưng mà sẽ là bao giờ thì mình chưa biết hiện tại bây giờ thì chưa có các bạn nhé ngoài việc cho phép mang hai quốc tịch chính phủ mới của đức còn có ý định đơn giản hóa um, tiến trình trở thành công dân đức và tiến tới luật quốc tịch hiện tại à, hiện đại hiện đại nhưng mà hiện tại các bạn nhé theo thỏa thuận thành lập Liên minh cầm quyền tại Đức mà ba đảng dân chủ xã hội SPD, dân chủ tự do FDP và đảng xanh vừa công bố chiều 24 tháng 11, chính phủ mới sẽ cho phép công dân mang hai quốc tịch, đồng thời hạ thấp tiêu chuẩn đối với quy chế công dân Đức. Theo phóng viên à, thông tấn xã. Việt Nam tại Berlin ngoài việc cho phép mang hai quốc tịch chính phủ mới còn có ý định đơn giản hóa tiến trình trở thành công dân Đức và tiến tới luật quốc tịch hiện đại đáng chú ý thỏa thuận còn nêu rõ luật sẽ được thay đổi để cho phép công dân mang nhiều quốc tịch điều này đồng nghĩa liên minh ba Đảng trên à, sẽ cho phép cả công dân ngoài liên minh châu Âu Uh, oigo được mang hai quốc tịch hiện tại những công dân ngoài khối này không lớn lên ở Đức thường phải lựa chọn quốc tịch Đức hay quốc tịch nước ngoài sau khi đủ 21 tuổi thỏa thuận cũng sẽ rút ngắn khung trời uh, khung thời gian xin nhập quốc tịch xuống chỉ còn 5 năm hoặc 3 năm với những trường hợp có thành tựu hội nhập đặc biệt cho đến nay những người không phải là công dân Đức không kết hôn với người Đức chỉ có thể xin nhập quốc tịch sau khi đã cư trú hợp pháp liên tục tại nước này trong 8 năm. Thời gian này có thể giảm xuống còn 7 năm khi hoàn thành khóa học hội nhập hoặc 6 năm khi có trình độ ngoại ngữ tiếng Đức cao hơn trình độ B1. Trời ơi. Cái này khó lắm. Đấy là một cái tin về quốc tịch Đức là cái tin thứ hai. Và một cái tin thứ ba nữa. Trời ơi các bạn ơi, nhiều tin lắm. Cảnh sát tịch thu 4 tấn hàng hiệu Giấm trong căn hộ của phụ nữ Việt Nam ở Berlin. Một người phụ nữ Việt 41 tuổi bị cáo buộc đã buôn bán các mặt hàng giả uh, giả mạo nhãn hiệu Chanel, à uh, Hermes, Louis Louis Vistone <laughs> à, Vistone dear. À, trực tuyến từ căn hộ của mình ở quận Masan Masan San Berlin nhìn thấy cảnh sát những người hâm mộ túi sách sẽ thoát, thoát tim trước núi hàng hiệu kinh ông hàng hiệu rồi à? nhưng mà thôi mình không đưa thì ảnh đâu nhé mình sợ lắm à, cả một căn phòng tràn ngập những phụ kiện sang trọng được săn lùng nhiều nhất từ các nhà thiết kế nổi tiếng à, đây là cái ảnh này là của cảnh sát đưa à, nhưng không có cái nào là hành chính hãng trời ơi sợ quá Úi dồi ôi rồ hàng kinh khủng khiếp hàng gói 4 tấn thiết kế giả đã bị tịch thu phần lớn vẫn được đóng gói trong các hộp các cá tông cảnh sát berlin đã tịch thu 4 tấn hàng giả vào hôm chủ nhật 14 tháng 11 2021 trong một căn hộ trên phố um, truse tale hàng chính hãng có giá vài nghìn euro mỗi chiếc ôi trời ơi, kinh ông người phụ nữ 41 tuổi đã tích chữ kho hàng được cho là đồ hiệu trong căn hộ ba phòng của mình và quảng cáo hàng nhái thông qua phát trực tiếp trên internet và mạng xã hội đấy các bạn thấy không kiểu người ta cứ nghĩ là người ở Đức ấy thì là dùng đồ bán đồ xịn họ tin nhưng mà ở Đức đấy cũng bán đồ giả đấy các bạn người phụ nữ Việt Nam này hiện đang bị à, điều tra vi phạm luật nhãn hiệu đây là một hành vi phạm tội không hề nhỏ ở đức nói riêng một phát ngôn viên cảnh sát cho hay các mặt hàng bị tịch thu giữ đây phải được lập danh mục riêng biệt người phụ nữ lấy hàng từ quốc gia nào và từ ai vẫn chưa rõ vẫn chưa rõ ràng nhưng có một điều chắc chắn là cô ấy đã kinh doanh tốt theo tổ chức hợp tác kinh tố quốc tế à, cái gì đây viết viết tắt này trong ngoặc mở ngoặc thì mình cũng không không luận được các bạn luận luận nhé. OECD vi phạm bản quyền. À, sản phẩm và thương hiệu ảnh hưởng đến tất cả các ngành công nghiệp. Việc buôn bán hàng giả và hàng hóa sản xuất bất hợp pháp gần đây chiếm khoảng 2,5% thương mại thế giới đạt tổng giá trị 338 tỷ euro. Ui ơi nghe mà sợ đúng không các bạn? đấy là một một tin tin thứ tư nữa là à, đức sẽ siết chặt phòng dịch khi ca nhiễm tăng cao các nhà lãnh đạo đức nhất trí triển khai các biện pháp phòng dịch nghiêm ngặt với những người chưa tiêm chủng trong bối cảnh nước này đang ghi nhận số ca bệnh gia tăng ở mức kỷ lục trong nhiều ngày nay ngày qua à, trong cuộc hội đàm À, bàn về giải pháp kiểm soát dịch COVID-19 Ngày 18 tháng 11 Thủ tướng Đức Ankena Merkel và Thủ Hiến 16 bang Đã nhất trí nhiều biện pháp phòng dịch mới Yêu cầu người chưa tiêm chủng Phải có giấy xét nghiệm âm tính Khi dùng giao thông công cộng Hoặc đến nơi làm việc Để bảo vệ những người à, dễ tổn hương, thương nhất theo hãng tin AFP, họ cũng áp dụng tiêm chủng bắt buộc với nhân viên y tế và nhân viên tại các viện dưỡng lão. Thủ tướng à, Macron nhấn mạnh chúng ta cần thanh nhanh chóng hãm à, hãm đà gia tăng theo cấp số nhân với số ca bệnh và số ca cần săn sóc đặc biệt à những người chưa tiêm sẽ bị cấm đến nơi công cộng tại các khu vực có tỷ lệ nhập viện hơn 3 bệnh nhân 1000 à 1000 người à 100.000 người trong vòng 7 ngày hiện nay 12 tháng 6 à 12 đến 16 bang ở Đức có tỷ lệ này trên 3. À cái áp dụng này thì cũng có lâu lâu rồi. À, ai mà không không đi làm à, ai mà đi làm mà không tiêm thì không được phép đi làm và không có giấy tiêm và không có cái cái xét nghiệm âm tính thì không được phép vào các cái cơ quan công sở hoặc là các cái cửa hàng mua bán cũng không cũng không cũng không được phép à, những người chưa tiêm sẽ bị cấm đến nơi à, cái này là mình đọc bên cạnh đó các nhà lãnh đạo đức cũng đồng thuận áp dụng quy tắc 2g đã tiêm và đã bình phục Bây giờ này thực hiện 3G rồi các bạn Chứ không phải là 2G nữa à, Tại các sự kiện lớn Cũng như các cơ sở giải trí Và thể thao Những khu vực có tỷ lệ Nhập viện trên 6 Phải áp dụng quy tắc 2G Thêm xét nghiệm COVID Và khu vực có tỷ lệ trên 9 Phải thêm các biện pháp Hạn chế tiếp xúc Chúng ta đang trong tình, tình huống cực kỳ khó khăn, đặc biệt với những người làm việc tại bệnh viện và trong khu vực săn sóc đặc biệt. Bà Mắc Kề nói, Thủ tướng Mắc Kề kêu gọi người dân tiêm chủng cho biết nhiều biện pháp đang áp dụng hiện nay là không cần thiết nếu chúng ta đã có những có nhiều người tiêm vaccine hơn. Cho đến nay, chưa tới 70% người dân nước này chủng ngừa đầy đủ rồi chưa tới 70 phần thì ít quá ngày 18 tháng 11 Đức ghi nhận thêm 65 18 tháng 11 đến lâu rồi cho đến nay Đức có hơn 5,2 triệu ca bệnh trong đó có hơn 9 99.000 ca tử vong vì Covid có nghĩa là từ cái ngày bắt đầu dịch cho đến nay là nước Đức là có 99.000 đến 100.000 người đã ra đi vì bệnh Covid đấy các bạn nhé. Có rất là nhiều tin các bạn ạ, nhưng mà mình đọc một cái tin này nữa thôi nhé, tại vì cái video nó cũng dài rồi. Người Việt Nam nhập cảnh tiêm đủ hai mũi vaccine, cái tin này thì rất là vui, nhưng mà bây giờ chưa thực hiện các bạn ạ. Ngày tương lai thôi, đủ 20 mũi vaccine sẽ được tự cách ly tại nhà. Đối với người nhập cảnh đã tiêm đủ 2 mũi vaccine, có kết quả xét nghiệm âm tính, chỉ tự à, tự cách ly theo dõi sức khỏe tại nhà với thời gian bảo đảm an toàn dịch bệnh. Ngày mùng 8 tháng 12, Phó Thủ tướng à, Vũ à, ngày, Vũ Đức Đam, Nghe Phó Phủ tướng Vũ Đức Đam đã làm việc với Bộ Y tế và các bộ ngành về giả soát công tác phòng chống dịch COVID-19 liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài. Người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam. Đại diện Bộ Giao thông Vận tải cho biết hiện đang tích cực làm việc với các đối tác để xem xét sớm mở lại các đường bay thương mại quốc tế. Tuy nhiên đến nay chưa có chuyến bay thương mại quốc tế nào được mở lại do còn phụ thuộc vào nguyên tắc có đi có lại quy định về những người được phép nhận nhập cảnh vào Việt Nam trên các chuyến bay thương mại làm cơ sở để các hãng hàng không mở lại đường bay. Lãnh đạo Bộ Ngoại giao, uh, Bộ LD là cái gì đây tb và xã hội à, cho rằng nhu cầu về nước đang rất lớn đối với những đối tượng là người lao động việt nam đã hết hạn hợp đồng hoặc sinh viên à, sinh viên người đi công tác bị mắc lại nước ngoài rất muốn được về nước bà con việt kiều lâu không được về quê bộ ngoại giao đang nỗ lực à, giải quyết các thủ tục để đưa những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nước. Theo đó, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đã họp chỉ đạo về nguyên tắc đối với việc đón người Việt Nam ở nước ngoài về, việc nhập cảnh của chuyên gia nước ngoài, khách quốc tế. Tuy vậy, khó khăn là cân đối khả năng kiểm soát dịch bệnh trong nước, nhất là khi xuất hiện biến chủng Omicron với nhu cầu nhập cảnh của người Việt Nam ở nước ngoài, chuyên gia nước ngoài, khách quốc tế, khách quốc tế. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh, ngoài nhu cầu đón chuyên gia kỹ sư lao động, kỹ thuật cao, người nước ngoài, du khách quốc tế thì cần đặc biệt lưu ý nhu cầu của công dân Việt Nam đi lao động, học tập, công tác, thăm thân thân nhân bị mắc kẹt lại nước ngoài do dịch cũng như bà cũng như bà con Việt Nam định cư ở nước ngoài cũng cùng những người thân được hưởng chế độ như người Việt Nam theo quy định đấy là những cái tin mà hôm nay mình cập nhật các bạn nhé thì bây giờ mình sẽ dừng video tại đây tại vì nó còn rất là dài rồi còn nhiều tin tức lắm nếu mà các bạn muốn xem tiếp thì các bạn bình luận bên dưới nhé các bạn nhé ok thì bây giờ mình xin chào các bạn bye bye